Sau trận đấu có cường độ cao với Uma Antaquira, ngày hôm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam đã được huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho tập nhẹ giãn cơ cũng như đi bộ xung quanh công viên vào buổi sáng. Tới buổi chiều, toàn đội sẽ tập luyện vào lúc 19 giờ tại nhà thi đấu nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo với Malaga vào ngày mai 14 tháng 2 theo giờ Tây Ban Nha. Vào còn anh thì chỉ có ở không đi ra không đi vào đi ra. Em cũng gửi lời cảm ơn thầy Tấu và toàn thể ban huấn luyện và các anh em cầu thủ đã làm một cái buổi tiệc sinh nhật tuy nó đơn sơ nhưng mà rất ý nghĩa. Cảm ơn.